Trời ơi, mày sao vậy? Chỉ cái quán gì mà gần dễ sợ luôn à. Trời ơi, lâu lâu cho hành hạ mỹ nữ một tí được không? Kêu nước đi. Dạ, chị dùng gì ạ? Ở đây có gì đặc biệt? Uống dừa đi. Dừa nè, Dạ, có dừa nước ở đây ép với ngon sinh lắm. tố. Hôm nay sao ta? Nghĩ sao cứ tướng tao về cặp trái dừa hút rột rột. Coi sao được. Cho chị ly cam giác nha. Dạ. Sao, gặp tao có chuyện gì không? Ê, ông anh họ của tôi á, ông Hương Râu á, bà nhớ không? Trời ơi, biết bao nhiêu người tên Hân có râu, làm sao tao nhớ hết được. Trời ơi, nói chuyện với bà sắp không dễ sợ luôn á. Ông anh họ tôi, bữa sinh nhật tôi ông tặng bà hoa hồng đó, nhớ không? À, là cái anh đó đó hả? Ừ. Cũng dễ thương. Coi bộ anh ta cũng ga lăng với phụ nữ lắm đó nha. Ổng được lắm đó. Tính tình ổng rất là dễ thương, hoạt bát, biết chơi đàn nữa. Hồi mà ổng học trong trường á, nhiều người mê ổng lắm á. Rồi à, vậy giờ còn mê không? Mày. Ổng đang nhờ tao hẹn mày ra đó. Từ bữa Làm gì? gặp mày xong đó, ổng về ổng như là người mất hồn vậy đó. Vậy sao? Ừ. Mày nói tao nghe thử coi. Gia thế, con người của ổng như thế nào? Ổng là dân kinh doanh, làm ở công ty thực phẩm chức năng Momi. Ổng Im. Gì vậy? Nhân viên kinh doanh là bán hàng đa cấp đúng không? Ừ. Trời, mày nghĩ sao vậy? Một tiểu thư như tao mà lại quen một nhân viên kinh doanh bán hàng đa cấp, mày có bị khùng không? Thôi 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 thôi, dẹp 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 dẹp. Thì có mà xét với mày dễ sợ luôn á. Nhưng mà ổng Thôi thôi, không có ông ý gì hết trơn á. Thì có mà xét quá đi à. Còn gì nữa không? Thì hẹn ra hỏi ổng. Thôi, khỏi nói nữa đi, tao đi công chuyện. Nói chuyện gì đâu không thiệt tình. Trời ơi, mỹ nữ, tôi chưa nói hết mà. Gặp cô lúc này thế nào cũng bị lộ tẩy cho cô. Bất công là phải bịa chuyện này chuyện kia nữa, mệt thêm. Mỹ nữ ơi, mỹ nữ, thiệt tình á. Ủa anh, anh ủa anh, quen lắm nè. Sao tự nhiên quên vậy ta? Anh là anh. Hình như là tôi với cô không quen biết nhau. Tôi đâu biết cô đâu. Không quen mà. Hồi bữa gặp anh ở xin lỗi cô, tôi có chuyện đó, tôi đi nha. Anh có còn phải đi nhanh vậy không? Phụ nữ lỡ nhìn lầm thôi mà. Đàn ông gì mà nhắc cấy à. Mà ông này nhìn quen thiệt á nha. Hình như là gặp trong đám tiệc nào rồi nè. Ở cái khu nhà trọ này á, có cái sân sướng hơn ký túc xá nhiều luôn. Có gió lại có nắng nữa, cúp điện vẫn học bài được bình thường. Ủa cô đang làm gì vậy? Tôi đang học bài thi. Ồ. Chà, từ hồi cô về sớm này á, cô là điểm sáng văn hóa của khu phố đó nghe. Anh nói gì hoành tráng vậy? Tôi chỉ học trung cấp thôi à. Nói vậy mắc cỡ chết luôn á. Trời ơi, trung cấp cũng là học cao rồi. Cứ như tôi á thì mới học hết lớp 2 trường làng à. À, mà hôm nay anh đi đâu mặc đồ đẹp vậy? À, thì cô có một số chuyện cần giải quyết. Cô học giỏi tôi đi nghe. Dạ, anh đi cẩn thận nghe. Chị có sao không? Sao vậy? Trời ơi, ai ăn qua cái vỏ chuối ở đây vậy?
Sao chị đi đứng hậu đầu vậy hả? Giờ chú mà cũng không thấy nữa. Có sao không? Sao gì? Hỏi gì? Cô hỏi có tâm chút được không? Hả? Ờ, sao chị kỳ cục vậy? Tôi quan tâm tôi hỏi chị còn la tôi nữa. Chị kỳ thôi, thiệt. Thôi, cô hỏi mà không có tâm thì cô đừng có hỏi, cô hiểu không? Nè, tôi biết luôn á, người cái quan giáo chú ở đây là cô đúng không? Cô cố tình ám hại tôi đúng không? Trời, cô biết tôi sắp đi thi người đẹp cù la nên cô ám hại tôi không đạt được đến bước vinh quang của tôi đúng không? Trời, sao chị hung dữ vậy? Dữ muốn dữ không? Tôi còn dữ hơn vậy nữa đó. Chị Mơ à, nhìn mặt cô là tôi không ưa tí nào hết trơn á. Hên cho cô đó nha. Mơ ơi, con nghe rồi. Hên cho cô đó. Trời, tự nhiên ở đâu ra chửi người ta còn kêu hên cho cô nữa. Kỳ cục. Bực bội. Thôi đi vô phòng cho hết xui xẻo. Lại ông địa, lại ông thần tài, linh thiêng phù hộ cho con buôn mai bán đắt, buôn ba lãi bảy, buôn ăn mài lãi quan viên, cho con hốt hết mấy cái hợp đồng thế thân. Ông địa, ông thần tài thương con nghe. Cà phê sữa đá đó nghe, chứ không phải cà phê đen bình thường như mọi ngày đâu nghe. Trời ơi, ông địa ơi, ông thần tài ơi, thương quá, thương quá. Mới đây mà có sổ rồi, trời ơi. Cờ ra con mấy rị da. Con 63, con 63 là ý có sổ. Alo, công ty dịch vụ thế thân sáu tắc xin nghe. Chú cũng biết đó, thời buổi này những nhà thầu nhỏ còn có ít công trình nữa là huống chi là con mới gặp sự cố. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Trời ơi, bởi vậy người ta nói á, có cúng có thợ thì mới có thiên. Mới cúng một ly cà phê sữa đá cho ông địa thôi là có xô liền à. Xô đậm luôn, ứng tiền trước luôn. Bảy Hoa ơi, Bảy Hoa à. Ôi ơi, tôi nè. Không, kêu Bảy Hoa. Bảy Hoa ơi. Bảy Hoa không có nhà, có tôi được không? Hai Lê. Ủa, không đi đâu nhà à? Hả? Đi đâu sớm vậy? Vô ngồi chơi. Nè. Hả? Chơi là chính, show mới là 10 nghe chưa? Show hả? Show hả? Ở đâu? Ở đâu? Làm gì? Show sợp. Show ở đâu? Làm gì? Nhưng mà xin lỗi nghe, show kỳ này á cần một trai già với một gái trẻ. Còn gái già như bà không có, rớt rồi. Chết cha, rớt hả? Rớt rồi. Vậy thôi, nguyên xóm này ai có show cũng vui hết á. Có show là có tiền, khỏi qua tôi mượn. Nè, vậy? Cha Bảy Hoa đi đâu vậy? Ai biết đâu à, sáng sớm là thấy đóng cửa vậy rồi đó. Bà đừng có nói với tôi là trả nhận show lẻ nghe. Chả mà nhận show lẻ là tôi không có ưng trong bụng đâu đó. Show của tôi toàn là show sợ không đó. Không có. Ổng mà có show là ổng cho tôi hay liền. Ổng là có show là ổng cho tôi hay liền hả? Ừ. Chà, bà đừng nói với tôi là thời gian sắp tới đây chả trả nhà cho tôi để hai ông bà ở chung à. Bậy bà, không có. Cái này là người ta ở chung dách, cho nên có chuyện là chạy qua thẹo lẻo vậy thôi. Nói vậy cha tưởng tôi ham hố cha. Ai biết là 21 mấy người khoét dách mấy người Trung Hoa làm sao tôi biết được. Trời ơi, bà nói vậy ơi. Có gì ăn chưa? Chào. Vì sao mới qua chơi hả? Mà mày đứng ngay ngắn giùm tao. Mày ẹo một hồi tao đau lưng quá. Trời ơi, mà áo dài thì mình phải ẹo chứ sao. Hai sao? Ê, con Mơ là con cháu bà ở chung, bà ở dưới quê lên ở chung với bà đó hả? Quỷ đó đó. Trời đất ơi, Mơ. Dạ. Đẹp quá. Ra ngoài đường gặp mày trong cái hình hài này là xin chữ ký mày liền đó. Dạ, con biết bà, tại con đẹp quá phải không? Ừ, mày lộng lẫy với con bà Bảy, mày sắc sảo với con bà Sáu gì đó. Mày quất bộ dài này đẹp quá mày ơi. Dạ, bộ dài đẹp quá mà.
áo dài hoa hậu cho nó mượn đó. Dạ. Hả? Ai biểu mày không dặn tao trước chi? Giấu hả? Giấu hả? Thôi đi. Giấu gì đó bà, tôi nghe hết rồi. Áo dài của con hoa hậu cho mượn chứ gì. Ê, lúc này chơi hoa hậu rồi hả? Sao mà nó cho mày mượn áo dài vậy? Bỏ xuống. Hoa hậu nào? Thì con hoa hậu áo dài đó. Hoa hậu đó, con hoa hậu. Trời ơi, lanh quá à. Hoa hậu nào đâu? Mày mới nói với tao đó. Trời ơi, con hoa thì hậu mướn nhà gì sao đó. À, vậy đó hả? Chứ hoa hậu nào, gì hai nữa. Mai mốt nói cho rõ ràng đi. Kêu nó là hậu, tự nhiên kêu nó là hoa hậu. Trời ơi, kêu vậy người ta nghe được người ta hiểu lầm chết. Đó, rồi mai mốt á, rồi con đoạt giải hoa hậu đi. Rồi người ta nhìn vô người ta đâu biết đứa nào hoa hậu thiệt, đứa nào hoa hậu giả. Đúng không? Thôi bà, nguyên xóm kêu nó vậy đúng không? Kêu hoa hậu là biết nó. Bà leo xuống đi, nghe. Cháu của bà chảnh quá. Trời ơi, hơi lố rồi đó con. Trời ơi, con nói thiệt bụng chứ con có lố đâu. Với lại con có lố, con đâu có lố bằng sáo. Tao có lố thì tao lố màu sắc. Còn đỡ hơn mày, lố ngôn ngữ. Trời ơi, đậu hoa hậu. Con nói là con nói thiệt. Không hoa hậu thì con cũng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nè, bây giờ con nói luôn. Con nói trước luôn. Mai mốt mà con nổi tiếng rồi, con không bao giờ con quên hai, quên gì sáo hết trơn á. Mà đặc biệt, nếu sáo có xếp hàng xin chữ ký con đó. Con ưu tiên ký cho sáo trước. Nó tuột xuống không nổi rồi. Cho mày leo luôn. Gì vậy? Cha. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao? Trời ơi, hồi nãy bà Ba Nhơn bà nhắn qua. Có công chuyện. Mà nãy giờ nhiều chuyện quá nổi. Bà mới là lố á. Thì đi qua bển coi bà nói gì cái làm gì thấy ghê vậy. Rồi bây giờ đi qua bển qua hả? Đi để tôi ở đây tôi nói chuyện cáo bà. Đi công chuyện. Trời ơi, làm hết hồn hà. Trời ơi, ấy da. Gì nữa? Mua đồ đẹp vậy? 100 đó. 100 đô hả? 100 ngàn má. Trời ơi, tưởng 100 đô có 100 ngàn làm quá. Ê, giống như bà hồi xuân vậy đó mày. Ủa gì sao? Dì sao có chuyện gì muốn nói với con hả dì sao? Sao mày biết là tao có chuyện muốn nói với mày? Con thấy sao hạ họng là con biết rồi. Sao thấy không? Con nhảy vô họng hò sáo con ngồi luôn mà. Đẹp nghe. Đi khách không? Hả? Cái gì? Sao đổi nghề rồi hả sao? Nghề gì? Đi khách gì? Ê, nói bậy. Không có. Ý mày nói là tao đổi nghề tú bà đó hả? Không có. Ý tao hỏi mày là đi show cho khách không? Trời ơi sao? Sao nó rõ ràng dùm con đi sao? Chứ sao nó gián tắc gì hai á là người ta hiểu lầm chết luôn à? Nè, có cái show này sợp lắm. Mà người ta cần một già một trẻ. Mày đi thì tao giới thiệu cho mày. Được không? Cũng được. Sao vậy? Vũ về ngồi lẩm bẩm mình vậy? Con đang không có vui, đang bực, đang khó ở trong người. Vũ về khó ở? Hai, con có chuyện muốn hỏi ý kiến của hai nè. Ê, nay ta thành người quan trọng nè. Hỏi gì hỏi đi. Dì hai có thấy con đẹp không? Mày hả? Dạ. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp thì nó đẹp đi, có gì đâu phải suy nghĩ dữ vậy trời. Mày khi không mày hỏi bộp vô trong mặt tao thì tao phải nói vậy cho lịch sự thôi. Chứ thật ra thì đẹp thiệt. Đó, con đẹp mà đúng không? Con đẹp quá mà. Con xinh đẹp mỹ miều vậy nè. Nghĩ sao? Nghĩ sao kêu con đóng tỳ nữ thế thân cho con tiểu thư nào đó, rồi kêu chú Bảy đóng cha khách hàng gì đó. Trời ơi, dì hai coi được không? À, là cái show mà bà Sáu bà kêu mày với ông Bảy đi á hả? Đó. Ủa là làm sao? Ủa thời buổi bây giờ chứ đâu phải hát cải lương đâu mà có tỳ nữ là làm sao? Thì đó, tự nhiên kêu con đóng tỳ nữ. Mà con về kêu đi đóng tỳ nữ. Trời ơi. Mà ông Bảy ông có nhận không? Ông ghét mấy cái show này lắm á. Trời ơi, thì chú Bảy già rồi. Con không biết chú Bảy có nhận hay không. Nhưng đó là chuyện chú Bảy. Còn con trẻ đẹp vậy nè. Con còn trẻ, tươi xanh, mơn mởn vậy nè. Trời ơi, đi làm mấy cái chuyện đó. Làm mấy cái chuyện tàu lao. Xin lỗi nha, đóng phim làm mấy cái vai quần chúng đi qua đi lại. Con còn không thèm đóng nữa. Nghĩ sao kêu con đóng tỳ nữ? Xúc phạm nhan sắc của con quá mà. Nè chị,
Chị trẻ chị đẹp mà chị có ăn cơm không? Trời ơi, người ta kêu chị đi làm người ta trả tiền công mà, đâu phải đi làm không đâu. Đi làm giùm tôi cái. Có trả tiền ha. Bây giờ muốn nổi tiếng phải không? Muốn lên trên trển đứng chứ gì. Muốn lên sân thượng thì phải leo từ tầng hầm, tầng 1, tầng 2 rồi từ từ mới lên. Chứ còn khi không mày đeo lơ lửng ở trển là té chết à. Té lòi bản họng à. Thì con cũng biết chuyện đó mà. Hai đâu cần xối xả như gà xối mỡ vô mặt con vậy. Con nói vậy thôi. Thì tất nhiên đi làm thì cũng phải đi làm chứ. Thì đi kiếm tiền về phụ hai. Chứ không lẽ con ở đây ăn bám hai hoài cũng kỳ mà. Chứ vậy nữa. Mà tao cũng đâu có nuôi mày ăn ở không hoài. Dạ nói vậy con buồn á dạy. Buồn thì cũng phải chịu thôi. Tao cũng phải nói thôi. Chứ mày nghĩ đi. Mày trẻ mày đẹp mày khỏe như vậy nè. Mày bắt bà già như tao nuôi hả? Kỳ đúng không? Thôi. Hy sinh gì tương lai sau này vậy? Bây giờ chịu khổ để mai mốt người ta phỏng vấn có chuyện mà nói chứ. Rồi thôi được rồi. Bây giờ chị hạ xuống đất giùm tôi ha. Đi dọn cơm cho tôi ăn. Tôi vô tôi thay đồ. Tôi đẹp quá mà. Tôi đẹp cũng ngang ngửa qua Lan mà trời. Nhìn trong trắng tinh khiết không? Tôi cũng trong trắng tinh khiết quá mà. Cậu thông cảm đi. Tôi tin cậu nhưng mà người ta không có tin. Mấy sự cố vừa rồi bên cậu á, anh em trong nghề người ta vẫn còn mặt tán nhiều lắm. Chắc không có được đâu. Thật sự bây giờ tôi không thể nào giao cho cậu thầu được. Anh Ba giúp giùm em lần này đi. Em cũng khó khăn lắm em mới nhờ tới anh Ba. Cho em một cơ hội đi anh. Không có được. Mấy chuyện cậu làm á, nó bị liên lụy tùm lum hết trơn à. Thôi cậu thông cảm đi nha. Anh Ba à. Thôi con qua bàn công chuyện với bà Sáu Tắc cái. Hay lấy giùm con đi nha. Ơi nhưng mà tao đau khớp rồi. Tao đi không có được. Bước ra tí xíu à. Hay lấy giùm con nha. Con bận lắm nha nha. Thương hai. Mua, mua. Trời ơi nhưng mà tao thiệt tình. Ủa hai. Chân hai sao vậy? Trời ơi trời. Nó đau khớp rồi. Kéo bả đồ này vô không thôi sắp mưa tới kìa. Thôi để con làm cho. Hai ở ngoài này hồi mưa chả không kịp là bệnh đó. Kéo vô giùm hai nha. Dạ. Đào quá. Sao Tắc kêu mơ làm gì mà nó lật đật chạy dữ vậy không biết. Dì hai ráng chịu đau chút xíu nha. Thuốc rượu này á, ba con bày ở dưới quê con bóp cho má con, hiệu nghiệm lắm luôn á. Vậy á hả? Công nhận á, ba má con có đứa con gái hiếu thảo vậy, có phước ghê luôn. Dì hai nói quá rồi, con có làm gì được cho ba má con đâu. Con thấy á, trả hiếu cho ba mẹ khó lắm, giống như ba con ngày xưa á. Trong nội cực ơi là cực luôn, mà lúc nội mất á, ba con cứ khóc trách mình bất hiếu hoài à. Không có lập được công trạng gì đó để cho nội con tự hào hết á. Tại vì đàn ông với đàn bà cái chữ hiếu nó không có giống nhau. Như phụ nữ mình á là chỉ cần lo công việc nội trợ nè, rồi chăm lo con cái, phụng dưỡng cha mẹ, lo trong lo ngoài như vậy là hiếu thảo rồi. Còn đàn ông thì khác, đàn ông là phải đi ra ngoài đường, rồi tạo nên sự nghiệp, danh phận, làm rạng rỡ tổ tông. Như vậy mới là có hiếu, hiểu không? Không có giống nhau. Hai nói cũng đúng quá ha. Hồi trước giờ con nghĩ á, đàn ông đàn bà như nhau hết á. Ủa chú Bảy về? Làm gì mặt ổng chù ụ vậy? Còn con không biết nữa. Thấy đỡ không hai? Đỡ chút chút à. Mua trà về uống. Cú mèo đâu mà giờ con nhỏ này phải bóp chân cho bà. Trời ơi, đứa nào bóp cũng được, chứ ông thắc mắc làm chi. Dạ, chị mơ đi từ chiều rồi. Cái con đi xấu đi thăm biển, lưng hồng mà nó dìa.
lấy cái chai này bóp cho bà đi, để bà có sức, tay chân bà khỏe mạnh, để bà lo cho con cú mèo đó. Dạ. Đúng là cho dạ hắc ám mà, chỉ giỏi đi đâm thọc y chang bà dì ghẻ của mình. Để đó mà coi, coi bà hai nghe lời tôi hay nghe lời ông. Đi tông thêm một ngày nữa mà không có kết quả gì hết, chắc là không còn ai tin mà giao việc cho mình nữa rồi. Không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu đây nữa. Lúc trước giá như mình được có quá tin người, chịu khó giám sát một chút thì đâu đến nỗi nào. 2, 3, 4, 5. Thôi ôi, sao nhiều quá. Trời ơi, ước gì ngày nào cũng vô được nhiều số vậy. Sắp nhiều số nữa nè. Nhiều số quá. Bây giờ cha, nói nào ngay mình xin lỗi nghe. Tự nhiên là bây giờ tiền nó cứ tới với mình liên tục như vậy. Rồi mình nghĩ một ngày nào đó tiền mình để đâu ta? Phải ăn xài thôi. Cứ vậy thằng Tài cứ gõ cửa. Đã qua. Ây cha. Ôi trời, bà nội nóng. Ủa ai gọi? Mày nào? Ơ trời, mày này. Alo. Xin lỗi, ai đầu dây bên kia? Cô hai mà, cô hai nào? Dạ, xin lỗi. Dạ. Bị thông cảm, bị đang ngồi đếm. Không phải. Đang ngồi có công chuyện cho nên không có số. Dạ. Có chuyện gì không cô hai? Dạ. Ủa, cần cái cậu bữa hôm đó nữa hả? Chà, cậu này khó lắm cô ơi. Kêu cậu khó lắm. Thiệt. Ủa, có thưởng hả? Có thưởng hậu hỷ hả? Dạ, được rồi, để tôi cố gắng tôi liên hệ. Có gì tôi gọi lại cho cô ha. Dạ, cảm ơn cô. Đó, thấy chưa? Ta nói mới tiền mới vô. Cái vừa đếm xong nghe cái là tiền khác nó vô nữa. Vô liên tục. Cái thằng quỷ này tên gì? Thằng Thế. Cái số nó đâu? Alo, tôi Thế nghe. Thế hả? Anh Chính nè, Thế ơi. Anh Chính? Dạ, có phải anh Chính Bồng Cầu không? Bồng Cầu? Bồng Cầu bà nội mày. Vô duyên. Điện nó mạnh không? Hỏi Chính Bồng Cầu. Cái thằng này. Mà không được. Đâu có gì cái chuyện cá nhân vậy mà tự nhiên mình. Cái show này lớn có thưởng hậu hỷ. Thôi để điện nó coi. Alo. Thế hả? Trời ơi, đâu ra mà Chính Bồng Cầu? Anh Chính nè, anh Chính mà làm mấy cái show mà Thế Thân đồ đó. Hôm trước em làm với anh rồi đó. À, anh Chính Thế Thân đó hả? Em nhớ rồi. Dạo này không gặp anh khỏe không anh? Anh mà không khỏe thì ai khỏe được em? Ủa, sao lâu quá mà liên lạc với em hoài mà máy em tắt vậy? Dạ, em về quê ít ngày có công chuyện, cho nên tắt máy luôn. Trời ơi, cái máy làm ăn của mình á là mình phải mở. Mình mà tắt máy á, mình chẳng khác nào mình lấy băng keo mình dán vô miệng của mình á, đúng không?
Mà anh kiếm em có chuyện gì không anh? Ừ. Có cái chuyện này nè. Cái vụ mà cái cô hôm trước á, em nhớ không? À, cái chuyện mà làm giả giả Việt Kiều bồ cho cô gì đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Lần này á là cô nhờ em á làm một lần nữa. Nhưng mà cái lần này á thì nó hơi căng hơn, bởi vì có hai bên hai họ gặp nhau ha. Cho nên á mình làm cho nó thiệt. Ờ không, không được đâu anh Chính ơi, tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Trời ơi, Thế ơi, đợt này có thưởng nhiều lắm. Thưởng hậu hỷ, được thưởng nhiều. Thôi, anh tìm người khác nha. Tôi, hiện giờ tôi bận công việc rồi. Tôi chào anh nha. Thế, alo. Thằng này, nhờ nó mà nó dứt khoát sao mà nó không làm nữa. Đúng là cái thằng khùng, tiền vô mà không chịu. Chết tôi rồi. Bây giờ làm sao để mà ăn nói với khách đây ta? Bằng cách nào đây? Hai biết rồi. Alo, anh nghe nè. Làm gì bắt máy lâu dữ vậy? Đợi anh muốn buồn ngủ luôn mới bắt máy à. Bộ không muốn nghe điện thoại của em nữa hả? Đâu có đâu. Tại anh mới đi tiếp đối tác về. Cô uống một chút cho nên buồn ngủ quá. Anh ngủ nãy giờ đâu biết có điện thoại của em đâu. Ồ, vậy đó hả? Chứ không phải đang ngồi kế bên nhỏ nào không dám nghe điện thoại đúng không? Trời, làm gì có ai đâu. Anh mệt kiếm tiền, mệt không kịp thở, thì thời gian đâu mà nhỏ này nhỏ nọ chứ. À, thì ra là tại vì không có thời gian, chứ không phải vì em. Nếu có thời gian thì đã bắt cả hai tay rồi. Sao em nói vậy? Không phải vì em anh mới vất vả kiếm tiền đó sao? Nói vậy có phải thương không? Dạ anh nghe em nói nè. Tuần sau á là sinh nhật của ba em. Anh tới dự nha. Vậy hả? Ừ, anh... Làm gì ấp áp úng vậy? Ờ không, tại vì báo gấp quá. Sao anh chuẩn bị kịp? Có gì đâu gấp. Em nói anh trước nguyên tuần rồi. Em không biết, em báo rồi đó. Anh muốn tính sao anh tính. Alo, mỹ nữ. Alo. Trời ơi, làm sao bây giờ đi trời. Dạ, đúng rồi má. Con đang ở Tây Nguyên rồi. Tại lần này thực tập hơi xa. Mà con không sao đâu, má đừng có lo ha. Ừ, cũng không có thiếu thốn gì đâu má. Con vẫn khỏe bình thường má à. Con gái con đứa mà đi xa như vậy có nguy hiểm lắm không? Ba mày đang làm rùm beng dưới này nè. Ông đòi lên trên đó thăm mày đó. Thôi má. Trời ơi, má nói ba lên đây làm gì cực lắm. Với lại con sắp về rồi. Rồi con chuyển thằng Tèo. Bây giờ con tính làm sao? Ủa, ông Tèo chưa tự tử hả? Ông còn sống hả má? Cái gì? Mày muốn nó tự tử lắm hả? Dạ đâu có đâu. Tại hôm bữa má nói ông tự tử cho nên con tưởng... Hậu. Ủa ai kêu mày vậy? Quả Hậu. Dạ không có. Ai mới kêu bay vậy? Tao nghe tiếng nào ông rõ ràng mà. Ở đây nhiều khỉ lắm má, chắc là tiếng khỉ á. Tao nghe rõ ràng là tiếng người, mày nói cái gì vậy? Không Hậu. Phải đâu. Quà đẹp. Quà mới mua đẹp lắm. Trời lớn. Cái thằng nào mà nói nheo nheo trong điện thoại mà mày nói khỉ hả mày? Nói bình nó nhỏ thôi. Má nói cái gì mày nghe đó, không? Ở đây quà đẹp lắm. Dạ vậy thầy con gọi. Má con đi nghe má. Dạ. Không. Quà đẹp lắm. Dạ.
mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Mình sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng mà khổ thật, đi đến đâu cũng không xin được gì. Sắp đến là sinh nhật của ba cổ nữa, lấy tiền đâu mà mua quà đây? Thôi hay là cứ ráng gồng chịu khổ một chút, chẳng phải là lấy được cổ thì mình cũng giống như là chuột sao nếp sao? Nhưng bây giờ muốn theo đuổi cổ cũng phải có vốn đầu tư chứ. Sinh nhật ba của cổ muốn gây được ấn tượng nó phải đi qua bình thường là được. Cái chuyện mà làm giả Việt Kiều làm bồ cho cái cô gì đó hả? Đúng rồi. Lần này á là cô nhờ em á làm một lần nữa. Nhưng mà cái lần này á thì nó hơi căng hơn. Mà giờ anh kiếm em chi vậy? Bởi vì có hai bên hai họ gặp nhau ha. Cho nên mình làm cho nó thiệt. Hay là mình cứ thử lần nữa, có mất mát gì đâu. Ui da, biết lỗi rồi. Ui da. Hậu tôi biết lỗi rồi, tôi đâu biết lúc đó là má Hậu nói chuyện với Hậu đâu. Trời ơi, tôi đã cố tình lớn tiếng ra hiệu cho anh rồi mà, sao anh khờ vậy? Khờ cái gì? Ta đi mua đồ về thì xung ba khía người ta lật lật người ta vô, ta tặng quà. Hậu phải thương cho kẻ đáng thương này chứ. Tôi mới đáng thương nè. Má tôi nói xạo đó, giờ sao đây? Giờ sao ai biết làm sao. Bông bông ế đi. Ê thấy. Anh là anh Hán đúng không? Ừ. Ê, dạ. Đi đâu đây? Dạ em đang trên đường về nhà. Sẵn gặp anh ở đây em cũng cảm ơn anh luôn nha. Hôm đó không có anh với hoa hậu em cũng không biết làm sao nữa. Có gì đâu, cảm ơn hoa hậu á. Dạ em cũng định gặp cổ để nói lời cảm ơn, nhưng mà em không biết nhà. Anh biết nhà không? Chỉ em đi. Đúng người rồi. Đây chỉ cho đi. Hướng nào anh? Đây nè. Nè, mày coi cái nào vừa với hai mà hợp với cái áo này mày đeo cho tao. Dạ. Coi. Wow, cái này hoành tráng quá nè hai. Ồ, mắc tiền lắm á mày. Vậy hả? Ồ, đẹp không? Nhưng mà nó hơi tối. Tối hả? Thử vàng ha. Thôi đeo vàng đi cho nó sang. Thôi đeo vàng đi mày ơi. Giống thiệt ghê chưa? Giống chưa? Ừ, giống. Mà con công nhận nha, hai lên đồ á nhìn cũng đẹp lắm mà, đâu có thua gì má công tử thiệt đâu. Hay là hai nói cái ông đó làm thiệt luôn đi, khỏi giả nữa. Trời ơi, hai với cái cậu đó đâu phải má con thiệt đâu mà không giả. Mà con thấy cũng ngộ ha, con cứ tưởng đâu là ở trong phim trên kịch gì đó người ta mới cần giả người này người kia thôi chứ. Vậy mà ở ngoài đời cũng cần phải giả nữa, phải đi thuê mướn nữa. Ông Bảy ông nói hoài à, ông nói ông ghét mấy cái vụ này lắm. Làm như là đi lừa đảo người ta vậy. Nhưng mà hai nghĩ khác. Trong cuộc đời người ta thiếu gì lúc phải gặp hoàn cảnh này hoàn cảnh kia để mình phải giả bộ, đúng không? Như cái cậu mà nhờ hai bữa nay nè, cũng vậy đó. Ủa nhưng mà cái cậu đó má ảnh đâu? Bộ anh không có má sao ảnh nhờ hai vậy? Không phải, nó là như vậy. Cậu này á, cậu nghèo, nhưng mà thương cái cô kia là nhà giàu lắm, danh gia vọng tộc lắm, nên sợ bên nhà đó người ta không có chấp nhận. Dạ. Cho nên mới mướn hai là làm má giàu có sang trọng lên, để cho ở nhà kia người ta thấy môn đăng hộ đối, người ta ưng, hiểu không? Rồi lỡ như người ta biết sự thật rồi sao? Thôi, tới chừng biết sự thật thì gạo nấu thành cơm rồi, nói gì được nữa đâu nói. Trời ơi, nói vậy cũng được nữa hả hai? Ừ. Ủa, nhưng mà chị Mơ với lại chú Bảy bữa nay cũng làm show phải không hai? Ổng với con Mơ nhận show gì của bà Sáu á, tao tính hỏi, mà thấy cái mặt ổng im im sao sao mày.
thấy kỳ lắm nên ngại ngại. Còn con mơ mặt mày nó chầm chầm, tao quét tao không thèm hỏi luôn. Hậu ơi, Hậu, ai kiếm con cơ? Dạ hình như anh Hán, con chạy ra ngoài xíu nha. Sao chỗ này quen quá vậy ta? Ủa không đi bán sao qua đây? Chào cô. Anh, hai người đi chung hả? Thì tại ổng muốn kiếm Hậu để cảm ơn cái chuyện hôm bữa mình giúp ổng á. Thì kêu ổng đến đây vừa cảm ơn Hậu mà vừa cảm ơn Tư Lương. Anh ham hố dễ sợ. Thì công đôi chuyện. Hậu ơi, hai. Ủa, gì? Vì ở đây luôn đó hả? Vậy là đúng rồi. Con tưởng con nhớ nhầm không chứ. Cậu này quen quen nè ta. Sao biết tôi ở đây vậy? Vì không nhớ con hả? Con làm thế nè. Con là cái người chạy ngoài đường đụng gì với chú gì đó ở bên cái hẻm, ở bên quận 8 đó. Vì nhớ không? À, hôm bữa là cậu làm ổng té mà bổ ngựa đó chứ gì đúng không? Dạ đúng rồi, rồi bữa đó con cõng chú về đây luôn nè. Vậy là con nhớ đúng rồi. À, bữa nay tới kiếm ổng đúng không? Ổng ở bên đây nè, mà không có nhà, đi đâu rồi? Dạ không, con kiếm cô này. Kiếm nhỏ này? Dạ. Mà quen không? Dạ không. Ờ, mấy thôi đứng nói chuyện đi, hai đi công chuyện chút nghe. Ủa hai, không phải công công tử đó đón hai hả? Trời ơi, đón hay không đón gì cũng phải đứng ngoài đầu hẻm hết á. Hẻm này chảnh lắm, xe lớn không có cho vô. À, cái hẻm có chặt em thì thôi. Dạ, hãy đi nha. Dạ gì đi nghe. Dạ, ừ. Đụng xe nhau rồi mới quen nhau. Vô trong nhà ngồi đi. Sao lâu quá vậy ta? Ông Chính. Gì? Bộ gió này nhìn nó mà ai nghĩ nó thiếu da trời. Thì kệ nó. Bây giờ nhiệm vụ của bà nè, với tôi nè. Bà nhớ bà đóng vai má của nó, tôi đóng vai chú của nó. Làm sao mà làm tốt, hoàn thành tốt là được rồi. Biết rồi. Bây giờ nhiều thằng công tử ôm nhôm ôm nhách nó nhìn người sâu sát hơn thằng này nữa. Có gì đâu. Trời ơi, nó không phải là ốm, mà nhìn nó sao sao á. Nhìn cái mặt nó hẩm tài, hèn hèn sao á. Thôi kệ nó đi. Quan trọng nè, thuộc tuồng chưa? Thuộc rồi, nhắc hoài. Nè, sao con ngồi mà con cứ đè người ta quá vậy hả? Cái con này thì mày xích ra kia chút xíu có sao đâu. Xích trên nào mà xích rồi mở cái cửa rồi văng xuống đường luôn hả? Quá đáng mà. Ngồi cái thay mập như con heo, ngồi cứ đè người ta. Cái gì? Mày nói ai là con heo mày? Cái con mặt mày kia hả? Mặt mày là sao? Tôi nói con heo á. Đè nè. Trời ơi, hai má. Con không muốn làm nữa. Con nhỏ này nó hiếp con quá. Sao thế này? Sao tao đâu? Thôi. Đây. Sao nghe tiếng mà không thấy hình? Bà đè tôi đó, mệt hai đứa ghê vậy đó. Tuồng thì chưa thuộc mà cứ cãi nhau trời lên vậy đó hà. Sao? Con kêu Sáu đi thuê con người ở, chứ đâu phải đi thuê một con cãi mướn đâu. Nó cãi con quá trời quá đất thì sao? Ủa, thôi. Nó đúng thì tôi cãi, mắc gì tôi phải nhịn cô chứ. Sao không nhịn? Tao trả tiền mày phải nhịn tao chứ. Thôi, nhịn đi. Người nhịn một chút nha. Rồi kẻ có chồng, người có tiền, nghe lời Sáu, hai đứa nhịn hết đi nghe. Nhịn gì mà nhịn? Sao coi nó kìa, mặc bộ đồ gì mà còn lố hơn con nữa. Ủa, cô tưởng là tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Mặc bộ đồ này nóng thấy bà luôn vậy đó. Ai đưa nó bận vậy? Sao? Thôi nè, nghe Sáu nói nè, mấy cái màn đó còn dư giải, ráp lại thành cái áo thôi nha. Không có bằng con đâu, con đẹp hơn mà. Thiệt không? Đẹp. Mơ, giữ coi. Tiền hả sao? Tiền đó mà tiền, hộp thuốc đó. Thuốc gì? Cô Thư đây á, cô bệnh tim. Lúc nào mà cổ làm mỡ muốn xỉu á thì lấy thuốc này cho cô Thư uống. Thư nào? Là cô Tiểu Thư đó. Mày thấy khi nào mà cổ làm con nè mẹ. Ủa sao bị gì vậy? Là cái hiện tượng mà cổ làm mệt cũng muốn bị bệnh tim đó, là lấy thuốc cho cô uống. Ủa giống con heo nó hột quá vậy. Trời thôi. Con này đúng là hả miệng mắc hoài. Bác Tài ơi, lựa cái đường nào láng đi nha. Đường vàng quá tôi bị ép dẹp lép như con tép vậy đó. Dạ. Nữa. Trời ơi. Sao lâu quá vậy ta, không biết có chuyện gì không nữa.
Ôi, có khi nào người ta biết chuyện rồi người ta rút êm rồi không? Trời ơi, chưa thấy lần nào hết, chưa giáp mặt mà. Rút cái gì? Ai biết đâu. Bộ đồ gì mà nóng nực khó đi muốn chết luôn vậy? Không biết cái thằng nào nó nghĩ sao nó đợi cái con mập đó. Tới rồi, tới rồi, tới rồi kìa, giờ sao? Khoan, nhớ thuộc chưa? Thuộc rồi, giỏi hoài. Trời ơi, con này. Thôi. Là bà hả?